Mình khổ là gì sao? Mình khổ là gì? Thứ nhất là mình buông không đành, mình nghĩ không thông, mình nhìn không thấu, mình quên không được, cho nên mình cứ khổ hoài. Hôm nay mình đến đây mình tu, mình nghe kinh thánh pháp để mà mình hiểu được, để mà mình buông cho đành, nghĩ cho thông, nhìn cho thấu mà quên cho được. Mình cũng học buông bỏ vậy, nhưng mình thuộc cái dạng buông mà chưa bỏ, là mới cái miệng thôi, mới buông được cái miệng thôi chứ chưa bỏ. Đời thì dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buồn. Hay quá, chữ thôi. Nhẹ thời nổi nặng thời chìm, khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc nhằn. Giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền, đẹp thì tạo lắm lụy phiền cho thân. Thế gian thì trọng sắc quý tiền, người tu quý những thiện hiền trong tâm. Vỗ tay. Cái sự vỗ tay của quý vị cũng là cho người khác một cái niềm vui đó. Cho nên mình cứ vỗ tay đâu có tốn tiền đâu sợ. Thấy không? Cho nên cứ vỗ. Vỗ mà người ta vui. Mình làm cái gì là người khác vui, mình vui người khác vui thì làm. Phật dạy, làm cái gì mình vui người khác không vui là không làm. Mà làm cái gì người khác vui mình mà không vui cũng không làm. Mà làm cái gì mà hai người không vui hết trơn thì không làm. Thấy không? Mình làm cái gì mà cả hai vui thì làm. Cái gì vỗ tay đây vui. Đó. Mà quý vị có vui không? Đó. Quý vị vui mà quý vị vỗ tay đây cũng vui nữa thì chuyện đó nên làm. Cho nên cái bố thí, cái người lúc mình mới vào đạo, mình làm cái hành bố thí, hành cái bố thí là mình nghĩ là mình để tạo phước để đời sau sinh ra mình giàu có. Kinh Phật dạy là giàu có do bố thí. Nhưng mà khi mà mình vào đạo mình tu rồi thì mình học cái hành bố thí để mà mình tập buông bớt. Chỉ cần một chữ buông thôi là ta sẽ hết một đời khổ đau. Buông đi thì giả hết sầu, buông hờn buông giận, buông câu hại người, buông rồi miệng sẽ cười tươi, buông rồi sẽ thấy cuộc đời nở hoa. Buông hết ta lại thấy ta, chính tâm buông đó cho lòng an nhiên. Bây giờ mới vỗ tay. Một người bị coi là nghèo nếu không biết bố thí. Một người được coi là yểu thọ nếu không biết trì giới. Một người không thể hạnh phúc nếu không biết tu thiền chỉ. Một người bỏ lỡ cơ hội giải thoát nếu không biết tu thiền quán. Người không tu tập công đức gì hết sẽ như một con chim hay con thú, vừa thiếu ăn, vừa yểu mệnh, vừa đau khổ, vừa bị giam cầm. Cái hình ảnh này á, y chang như mình. Nếu mình không biết bố thí, mình không biết trì giới, mình không biết tham thiền, hôm nay chúng tôi giảng ba cái pháp này, thì nó y chang như một con chim hay một con thú. Vừa thiếu ăn là vì không có bố thí làm sao đầy đủ được. Là vừa yếu thọ không giữ giới, rồi vừa đau khổ mà vừa bị giam cầm, là do mình không có giải thoát, cố chấp dính mắc. Cho nên cái hạnh bố thí, cái nghĩa rốt ráo của nó là gì? Là dứt bỏ. Ngoài cái tên cái chữ đa ná là bố thí ra, nó còn có cái nghĩa là cha gá, tức là dứt bỏ. Dứt bỏ. Trở lại yếu tố thứ hai mà chúng tôi nói là cái tâm thí phải quan trọng lắm nha. Có nhiều người quý vị trước khi làm vui lắm, đang khi làm cái tự nhiên thấy cảnh này cảnh nọ cái không vui, rồi cái về nghĩ lại bực tức nữa, tiếc nữa.
Ví dụ đi từ thiện đi, đi phát quà cho người ta. Trước khi đi vui lắm, đến chừng đến cái điểm phát á, thấy người lãnh quà đó vừa trẻ vừa đẹp vừa giàu vừa đeo vàng nữa, cái bật lên, tự nhiên hay không bật lên, trời ơi cho mấy người này chi uổng, kiếm mấy người nghèo cho. Về tới cái, về tới đi về nhà còn tức, trời hôm nay đi cho mà không có vui miếng nào, làm phước mà không vui miếng nào, mấy người đi nhận quà toàn là người giàu. Như vậy thì cái người này á được có cái tư đầu thôi à. Lúc trước khi đi làm á, thì hoan hỷ lắm, nhưng mà đang lúc làm nhìn thấy cái đó hết hoan hỷ, rồi sau khi về là cái bị cái phiền não nó chi phối, nó bực bội luôn, tiếc nuối xảy ra. Thì cái người này tạm gọi là cái người không có chánh niệm, không có làm chủ được mình, mà để hành động lời nói của người khác làm thay đổi cái tâm hồn thanh tịnh của mình. Là vì mình không có chánh niệm tỉnh giác, mình dễ vui quên mình, dễ phiền não sanh khởi lắm. Mắt thấy tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm, thân xúc chạm, cái làm cho mình thay đổi cái tinh thần mình. Đang hiền cái bỗng là dữ, đang từ bi giúp người cái tự nhiên ra sân si, nó ngộ vậy đó. Người tu không phải vậy. Cái người tu mà Đức Phật dạy chúng ta là phải sao nè, tức là phải giữ cái tinh thần của mình nó an nhiên tự tại trước mọi hoàn cảnh. Tu theo Phật thì an nhiên tự tại, dẫu thế nào tâm mãi an vui, tùy duyên tùy lúc tùy nơi, thực hành lời Phật đời đời an vui. Kể một câu chuyện nghe cho đỡ buồn ngủ. Nếu như quý vị đã làm phước rồi mà sanh cái tâm hối tiếc, đời sau sanh ra cái người đó có của mà xài không được. Nhiều người giàu lắm quý vị mà không dám xài miếng nữa. Cái câu chuyện này Đức Phật kể trong Kinh Pháp Cú. Khi Đức Phật còn tại thế, ở tại thành Sa-quát-thi, lúc bấy giờ buổi sáng chư tỳ khu mới đi khất thực trì bình. Thì trên đường đi khất thực trì bình trong thành á, thì nghe người dân ở trong thành nói là cái ông trưởng giả, có một ông trưởng giả, ông giàu có lắm nhưng mà ông là keo kiệt, cho nên người dân ở trong thành mới gọi ông cái tên là trưởng giả keo kiệt. Tiếng Phạn là Maccariya, tức là cái người này bỏng xẻn lắm, keo kiệt. Rồi không may ông trưởng giả này ông qua đời đi, ông để lại của cải tài sản của ông rất là nhiều, không có con thừa tự nữa, cho nên phải buộc phải xung vào công quỹ. Thì quan vua quan mới cho xe đến chở về ngân khố xung công quỹ, mà nghe đâu chở tới 7 ngày mới hết của cải trong cái nhà ông. Giàu vậy đó, nhưng mà cái điều đó không đáng nói. Chuyện giàu là phước của mỗi người, nhưng cái điều đáng nói là gì? Khi ông sống á thì ông lại keo kiệt. Có một sự việc là ông có một ông trưởng giả bạn, nhân một cái dịp đi lên kinh đô để mà hầu vua đó, thì ông trưởng giả bạn ở xa cho nên mới ghé nhà ông dừng chân để rồi hai người cùng đi. Vì là bạn cho nên cái ông trưởng giả ở xa, ông biết cái ông này ông keo kiệt lắm, cho nên cái ông trưởng giả xa đó, ông đi ông mang theo đồ ăn ông ăn, ông biết ông này ít có mời ăn cái gì luôn. Khi đến nhà ông trưởng giả keo kiệt á, dừng chân á, tới buổi ăn cái ông trưởng giả khách á, ông mang đồ ăn ra, tại ông là giàu có mà, ông này ông cũng giàu có, ông mang đồ ăn ra, ông mới mời cái ông trưởng giả chủ nhà đó ăn. Gặp cái ông này ông keo kiệt bỏng xẻn, ông đâu dám ăn, ông nói ăn người ta rồi mai mốt mời lợi nó hao.
Ông nghĩ tới cái chuyện mà phải mời lại người ta ăn nó hao, cho nên thà là ông nhịn miệng không ăn để khỏi phải hao. Thì nhịn thì ai nói gì, nhưng mà cũng nhìn coi người ta ăn cái gì. Ông kia ông trưởng giả, ông ăn đồ ăn ngon không à? Ông kia ông rộng rãi mà, ông ăn đồ ăn ngon. Ông này mời, ông này không chịu ăn, ông này ngồi nhìn. Sau cái bữa ăn đó, hai ông mới lên kinh đô, mới hầu vua xong trở về. Cái ông trưởng giả chủ nhà ông lâm bệnh, ông bệnh, bà vợ bà mới mời đại phu đến khám bệnh. Mà không hiểu sao hết đại phu này đến đại phu nọ đến khám mà không ra bệnh. Cuối cùng ông mới kéo bà lại, ông nói nhỏ: bà ơi, tôi không có bệnh cái gì hết á, tôi thèm ăn cái bánh làm bằng bơ sữa của cái ông trưởng giả bạn mình hôm bữa tới nhà đó mà tôi bệnh luôn á. Bà nghe một cái bà nói: trời ơi, với cái gia sản của ông á nghe, làm cái bánh này á, cho cả dân trong thành này ăn cũng được nữa đó, giàu vậy đó. Ông nghe bà nói cái bà, ông nói sao không, sao tâm bà Bồ Tát dữ vậy, của đâu mà cho cả dân trong thành ăn. Bà nói: thôi vậy, vậy tôi làm cái bánh này nè, cho những cái người trên cái con đường vào nhà mình ăn thôi, như hàng xóm vậy đó. Ông mới nói: sao bà hay nghĩ cho người dân quá, người ta đâu phải nhà mình đâu. Bà nói: thôi vậy làm cái bánh này cho mấy cái gia đình người ở trong trong nhà mình ăn. Ông cũng chịu luôn. Ông nói: tụi nó gia đình mà ăn cái gì, người ở mà ăn cái gì. Cuối cùng bà nói: thôi tôi làm cái bánh này tôi với ông ăn. Ông trả lời sao biết không? Có chi bà trong đó, trời, ly dị liền nha. Có mấy ông chồng cái đó là ly dị liền. Cuối cùng á, bà phải chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, rồi chỉ ông cách nhồi bột nướng bánh. Ông mang vô rừng á, một mình ông đó, ông ngọn nướng ăn. Ông chết, ông để lại của cải quá trời quá xa. Thì chư tỳ khu á, đi khắc thực trên đường mới nghe dân tình, nó mới bàn tán: ông này sao ông giàu dữ, của cải chở 7 ngày chưa hết, mà họ, lúc ông sống ông keo kiệt dữ lắm, chưa thấy ông đặt bát cúng dường cho ai cái gì mà sao ông giàu dữ vậy. Thì sau khi dùng cơm xong, Đức Phật ngài mới từ cái hương thất này bước ra, ngài nghe chư tỳ khu mới bàn tán cái chuyện hồi sáng á, dân làng này. Thì Phật mới kể về tiền kiếp của cái ông trưởng giả này. Tiền kiếp của ông trưởng giả này cách đây xa xưa đó, ông sanh ra, ông có một người đàn ông, nhưng cái bản tính mà keo kiệt lúc đó đã có rồi. Ông cũng lấy vợ, rồi ông cũng làm ăn của cải cũng nhiều lắm, cũng là một thằng ăn giàu, nhưng mà ít có bố thí cúng dường cho ai lắm. Một hôm nọ có vị Phật độc giác á, ngài mới đi khất thực, mà không hiểu cái phước duyên của ông sao đứng ngay trước nhà ông. Mà ông thì ít cho ai cái gì lắm. Hôm nay không biết trời dung, trời bất dung đã làm sao, trời mát mẻ làm sao không biết. Cái ông nhìn thấy Đức Phật đứng ôm bát đó, thì ông thấy cũng kỳ, cái ông bỏ ông đi vô trước nhà ông mà. Ông bảo ông bỏ ông đi vô, ông nói: bà nó ơi, ra coi coi có cái gì cúng cho ổng cái rồi cho ổng đi. Bà vợ bà mừng quá, ở với ổng mấy chục năm nay chưa thấy ổng cho ai cái gì, hôm nay sao mà ổng phát tâm bồ đề ổng cho. Bảo bà lật đật bà ra, bà thỉnh cái bát Đức Phật vô. Dịp mai hiếm có mà, lâu lâu ông mở tâm ông cúng dường, cho nên bà cúng toàn là đồ ăn ngon không. Ông nói rồi thôi ông ở trong nhà luôn đi. Đằng này ông đi ra, ông đi ra thì ông thấy Đức Phật đang ôm bát, cái ông tò mò không biết vợ mình cúng cái gì nọ. Ông mới lại ông dở cái nắp bát của Phật lên, ông nhìn vô ông thấy: trời ơi, đồ ăn ngon không à, thượng hạng hảo hạng không à. Ông mới tiếc, không để giờ lấy lại. Ông nói: cái này mà để cho mình ăn hoặc là để cho người trong nhà ăn, còn làm việc chứ ông này ông ăn rồi ông đi đâu mất tiêu luôn. Nhưng mà ông đẩy cái nắp bát lại, quý vị ông thấy người ta hoan hỷ cúng dường cho Phật phải hoan hỷ. Đằng này ông nội này ông ngậm ngùi, ông hoan hỷ, ông đẩy lại mà cái tâm ông không muốn vui miếng nữa. Cái tâm ông nó khởi lên cái sự tiếc. Chính vì cái nghiệp đó đó, nhờ cái phước đầu tiên là nhờ cái phước cúng dường cho ngay Đức Phật, cho nên ông sanh ra kiếp nào ông cũng là trưởng giả hết, giàu có hết, không thiếu gì hết trơn.
nhưng mà lại có cái tâm kỳ cục là không có dám sử dụng cái gì, không dám xài gì. Ông là nhịn miệng nuôi thân đó, không dám ăn, kẹo dữ lắm. Thời nay mà quý vị thấy người nào mà nhà 2-3 cân ha, đất 2-3 miếng ha, tiền gửi ngân hàng 2-3 sổ mà không dám ăn chắc cũng đầu đo rồi. Cúng rồi thiếu cái tư hậu. Cho nên dứt khoát là đã cúng rồi thì dừng bao giờ tiếc nuối, cho đầy đủ tâm tư. Là cái yếu tố này quan trọng lắm. Một cái pháp bố thí thôi mình thấy rất là quan trọng. Đường tu thì bố thí đứng đầu. Vị tha là tánh, vô cầu là tâm, không vì thương ghét sơ thân, bàn tay ban bố nào phân biệt gì. Thứ hai là cái người mà tu chúng ta có trí tuệ, biết rằng của cải vật chất là của tạm của thế gian này, nó đến với mình trước sau gì cũng chia tay. Một là nó chia tay mình, hai là mình chia tài nó. Người ta nói một câu rằng khi mình chết đi á, những gì mình xài thì đã mất, những gì mình để lại người khác xài, ta chỉ mang theo những gì ta đã cho rồi. Tiền kiếp Đức Bồ Tát, Đức Phật của chúng ta là lúc mà kiếp này sanh ra là vị Bồ Tát. Khi ngài lớn lên trong một cái gia tộc đó cũng giàu có dữ lắm. Ngài là đời thứ 7. Thế là ngài vào trong cái kho vàng bạc đó, ngài mở ra, mở cửa kho ra, ngài thấy cái đời tổ tiên đầu tiên của ngài á, sanh ra làm ra được một cục tài sản châu báu để một góc, đời thứ 2 một góc, đời thứ 3 một đống, đời thứ 4 một đống, đời thứ 5, đời thứ 6 một đống rồi, ngài đời thứ 7. Ngài mới suy nghĩ giờ mình cũng kinh doanh rồi, mình cũng làm ra một mớ của cải, cái mình để một đống trong đây nữa, rồi để cái người đời con mình ra là đời thứ 8. Ngài nghĩ không được, phải mang theo, chứ để như vậy không mang được, 6 đời kia không mang theo được. Thế là ngài bắt đầu mở lòng ra, mở kho ra, phát chuẩn, cứu tế, giúp đỡ cho người nghèo. Sau khi thân hoại mạnh chung nó trở thành cái phước đó đi. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, nó có một cái ngân hàng phước thiện. Cái ngân hàng này mà gửi vào đó nó mới chắc ăn nha. Còn mấy cái ngân hàng kia không có chắc ăn đâu, rủi ro cao lắm. Qua bao năm tháng cuộc đời, bây giờ mới biết tiền lời ở đâu. An toàn không phải đêm thâu, năm canh trần trọc lo âu tuổi già. Chắc chiêu dành dụm nhưng mà chết không mang được, thật là uổng công. Việc làm phước thiện mênh mông, bỏ tiền vào đó không trông mà lời. Dư ăn con cháu đời đời, không bao giờ đói tiệc về làm sao. Thật là kỳ diệu biết bao, tiền cho không mất lời cao mỗi ngày. Kiếp sau mà cũng kiếp này, an lành hạnh phúc vui vầy ngàn năm. Bây giờ mới vỗ tay. Vỗ trước không? Đó là cái nhân tố thứ hai. Nhân tố thứ ba là chúng ta phải có cái đối tượng thí. Thật sự thì trong kinh Đức Phật ngài dạy, mình hay chọn lựa cái đối tượng thí lắm. Mà đúng là bởi vì cái đối tượng thí thì tùy theo cái đối tượng là mình cúng dường, mình làm phước thì nó sẽ có cái phước báo nó khác. Nhưng mà Đức Phật có dạy rằng là cho dù mình bố thí cho loài súc sinh một bữa ăn thôi, mình cũng được 500 lần công đức. Trong kinh ví dụ như thế này là khi mà mình ăn xong mình rửa chén á, mình rửa bát á, những cái hạt cơm mà dính trong cái bát, thừa trong bát á, nếu như mà mình đổ nó ra ngoài cái nơi ẩm thấp á, những cái nơi mà có các loài côn trùng á, với cái tác ý á, là bố thí cho các loài súc sanh đó một bữa ăn, các loài côn trùng thôi, chúng ta vẫn được 500 lần công đức. Cái gì hiểu 500 lần công đức là nhiêu không? Chắc cũng cỡ 500 triệu hả? 500 triệu nhầm gì? 500 lần công đức chúng ta phải hiểu rằng là
trong vòng 500 kiếp về sau mình không bao giờ rơi vào hoàn cảnh đói khát, chắc ăn như vậy đó. Tức là một lần mình chỉ tạo cho mình bố thí cho loài súc sinh thôi, bằng những cái hạt cơm thừa trong cái bát, trong cái chén của mình ăn á. Mà nếu như mình thừa mình đổ ra, mình không có tác ý mình bố thí, nhưng mà hôm nay mình học rồi, mình phải tác ý là mình đổ ra đó để cho các côn trùng nó ăn, là mình được 500 lần công đức. Có nhiều người 500 lần công đức là nhiêu sư? 500 cây vàng hay là 500 triệu? 500 lần công đức chúng ta phải hiểu là 500 kiếp về sau, cho dù mình sanh vào cái sanh thú nào đi nữa, mình cũng không bị đói khát. Cho dù làm người hay làm súc sinh, không bao giờ mình bị rơi vô cái tình trạng là đói khát. Cho nên là mình cứ yên tâm mà bố thí. Rồi Đức Phật Ngài dạy là bố thí cho loài súc sanh như vậy, rồi bố thí cho loài người, mà cái người gì? Người ác giới, tức là người không có tu. Cái người mà mình thấy hay quậy quọ, sân si, rượu chè, bê bét á, vẫn được 1000 lần công đức. Tại vì cái đối tượng đó nó giảm cái công đức của mình thôi, nhưng mà thật chất là mình vẫn có công đức. Chứ đừng có kiểu mày lỡ cho người ta xong bây giờ trời ơi tôi tiếc quá, nãy đi lãnh quà mà đeo vàng không, ví dụ vậy. Mình làm là mình làm từ cái tâm dứt bỏ của mình. Ngoài ra mình bố thí như vậy, nghe nói xin lỗi là mình để mình bỏ đi cái tâm dứt bỏ, cái tâm mà dính mắc chấp thủ. Tại con người mình có hai cái tâm phiền não dữ lắm, đó là ganh tị và bõng sẻn. Hiểu ganh tị là gì không? Ganh tị là gì? Ganh tị là cái tâm của mình không muốn người khác được một cái gì hết á. Họ được khen mình cũng không chịu, họ giàu mình càng không ưa nữa, họ đẹp mình càng ghét nữa. Nó lạ vậy, cái tâm mình đó, ganh tị là vậy, là không muốn người khác họ được cái gì. Đạo tràng này mà nếu mà ai có cái tâm ganh tị mà lỡ mà sư phụ mà khen người nào cái mình ngồi đây mình không ưa là ganh tị đó. Mai mà sư phụ khen hết đó là ganh tị. Còn bổn sẻn là gì biết không? Bổn sẻn là lúc nào mình cũng mong là mình đừng bao giờ mất một cái gì hết. Đó là cái tâm bổn sẻn đó, chứ không phải là keo kiệt là bổn sẻn, nó quá rõ rồi. Nhưng mà vẫn trong người mỗi chúng ta đều có một cái tâm bổn sẻn là gì? Mình không muốn mình mất cái gì đó. Từ tiền, bạc, sức khỏe, sắc đẹp vân vân, mình muốn mình cứ còn hoài. Mà làm sao còn hoài được? Vô thường mà, Phật dạy không có gì mà còn hoài được. Kể cả răng với môi nó ở với nhau mấy chục năm, mà đến một lúc nào đó răng nó nói sao phải không? Môi ở lại, răng đi nhé. Sao mà không mất được? Là cái tâm bổn sẻn, nghĩa là mình không muốn mình mất một cái gì hết. Đó là cái tâm bổn sẻn. Lạ lắm, con người mình lạ lắm, nhiều cái mình ngồi mình suy nghĩ lạ lắm. Có cô đó gặp sư, cô nói: sư ơi, con không buồn, con không khổ vì nhà con nghèo, mà con buồn, con khổ vì cái nhà kế bên nó giàu. Người ta giàu cả, người ta có bước phải không? Tự nhiên khó chịu. Nó bả phải nghèo, nhà kế bên mà nghèo như nhà con luôn, rồi con thấy con bình thường. Tự nhiên cái khu này có mình nhà con nghèo, khó chịu. Vậy không nói gì, còn vậy mới ghê nè. Con không buồn vì con xấu, con buồn vì nhỏ bạn con nó đẹp, vì cái bà bạn con quá đẹp. Không, mình phải bỏ, người tu mình phải dẹp mấy cái này, dẹp mấy cái phiền não, ganh tị bổn sẻn này. Thì cái pháp bố thí là một trong những cái pháp để chúng ta dẹp cái tâm đó. Nghe cho kỹ, mình tu là để mình dẹp bớt phiền não, vì mấy cái đó nó sanh ra phiền não cho mình, nó mới khổ đau. Cho nên cái đối tượng thí không có làm cho mình ảnh hưởng nha. Đã đi phát chuẩn từ thiện, phát quà cho người nghèo rồi, thì họ có đeo vàng ngập người đi nữa thì chuyện của họ. Mình phải hiểu là cảm ơn họ, nhờ có họ thì mình mới làm phước được chứ. Chứ bây giờ mà họ không nhận là cho ai? Mai là nhờ mình sanh vào kiếp người mình mới tu được chứ, kiếp người mình cho người ta mới lấy. Chứ còn trên chư thiên cho ai lấy?
Cũng may là cũng có người nghèo họ nhận mình cho, chứ bây giờ họ không nhận sao mình cho. Bây giờ mình ở trong khu người giàu hết trơn, mình cho ai? Mình cho người ta chửi mình đó, ta nói mày khi dễ hả? Ví dụ như đó. Cho nên đó là phải cảm ơn họ, cho nên vậy cái tâm mình nó nhẹ liền đó. Cái đối tượng thì như vậy thì mình hành cái pháp thứ nhất gọi là bố thí, là căn bản nhất của cái người tu Phật nha. Để thứ nhất là gì? Để mình dẹp đi cái tâm tham ái dính mắc, mình tập cái tâm dứt bỏ. Bây giờ mình bỏ được rồi, tập bỏ từ từ đi, tới ngày nhắm mắt để nó nhẹ ra đi. Cái ông đại đế Alexander ông di chúc lại là khi ông chết đi là phải đóng ông cái hàng là phải lòi hai cái tay ông ra, và những cái người khiêng hàng ổng là phải là những cái vị bác sĩ giỏi nổi tiếng. Rồi trên đường đi là đem vàng bạc châu báu ra rải cái đường mà khiêng ổng ra hoài nơi ăn nghỉ cuối cùng, để ổng cho chúng ta một cái bài học, cái thông điệp là gì? Là mình xuôi tay nhắm mắt không cầm được cái gì. Sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, chào đời thì hai tay trắng, lìa đời thì trắng hai tay. Chỉ có nghiệp kiếp này, còn vương vấn kiếp sau. Sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào, mà lòng đầy binh đao, hại người bằng tâm ác, quả báo muôn đời sau. Cho nên bây giờ mình bắt đầu từ từ buông đi, cho tới lúc mà mình mãn phần là nó nhẹ luôn. Có người mình mà khi chết đi mà nó còn lãng vảng, nó không sanh là bởi vì mình còn dính mắc đó. Rồi phải các thầy đến mà tụng kinh động tâm đó, cho mình mới buông. Có người mình khi nào mà vô hồ mình nhắm mắt rồi mình mới. Pháp thứ nhất, pháp thứ hai là gì? Là trì giới. Đó. Trì giới là nó là cái đạo đức. Tam nghiệp của mình là phải thanh tịnh. Mình giữ giới không phải là ràng buộc nha, mà thật sự giữ giới rất tự do nếu mình hiểu một cái nghĩa bóng. Thí dụ như giờ mình không sát sanh, mình không có gây nghiệp, mình sẽ được trường thọ, mình được mạnh khỏe, mình không có hãm hại chúng sanh khác, mình không cướp đi mạng sống chúng sanh khác, mình không có gieo cái nghiệp đó. Thì thử hỏi quý vị thấy sức khỏe mình có, rồi mình đi đến đâu mình cũng không có sợ những cái chuyện tai qua quả khởi, tai nạn thình lình bất ngờ không có. Mình thấy mình rất là tự tại. Mình không trộm cắp, không lấy của không cho, thì mình không có gieo oan gia trái chủ, gieo thù chuốc oán với ai hết. Mình ăn ở đâu, mình ngồi ở đâu, mình đi ở đâu, mình cũng được tự tại an nhiên. Chứ không phải ăn trộm mà cứ thập thò, ngồi không có yên. Cái bản chất của người ăn trộm á, lấy ăn cắp á, đánh xấu ăn cắp thì hay thập thò lắm, hay phập phồng lắm, sợ người ta thấy, sợ người ta bắt. Cái bản chất nó như vậy. Ở trong phim Kiếm Hiệp nó có cái bộ phim mà Đạo Sói Sở Lư Hương. Cái ông này ổng là vua ăn trộm cái gì. Ổng ăn trộm tiếp mà ổng có cái biệt danh là Đạo Sói luôn. Nhưng mà cái ông này ổng ăn trộm á là ổng hành hiệp trượng nghĩa. Ổng lấy của người giàu, ổng chia cho người nghèo. Ổng thấy ai giàu quá là ổng đột nhập vô ăn trộm. Rồi ăn trộm xong đem của cải đó ổng chia cho cái người nghèo. Rồi ăn trộm riết hết mấy cái nhà người giàu, cái ông trộm luôn mấy cái nhà quan. Mấy ông quan nào giàu ông vô ông trộm luôn. Rồi cũng đem ông giúp đỡ cho mấy người khó khăn. Rồi ông trộm riết mấy nhà quan xong ông trộm tới hoàng cung luôn. Mà ông này thì ông võ công cao cường lắm. Cái bộ phim nó gây dựng vậy đó. Ông này ông võ công rất cao cường, nhưng mà ông lại có một cái tinh thần là hành hiệp trượng nghĩa, tức là lấy của người giàu cho người nghèo. Cái tên tinh thần bộ phim xây dựng vậy đó. Thế là cái cáo thị mà truy nã ông ấy dán khắp ở các thành đó. Vì ổng là một cũng là đại hiệp võ lâm,
Cho nên nhiều võ lâm khác mới muốn tìm đến ổng để mà giống như được gặp gỡ ý kiến ổng, nhìn ổng lần ái mộ cái hành hiệp trượng nghĩa, tinh thần hành hiệp trượng nghĩa của ổng, muốn đến gặp ổng. Giống như giờ quý vị mà muốn ái mộ ai, quý vị muốn đến gặp một lần rồi đó. Thì khi mà các cao thủ võ lâm á tìm đến ổng á, thì trên đường đi tới tìm ổng á thì cáo thị nó dán dữ lắm, lệnh truy nã đó. Quan quân nó tìm nó bắt. Mà đến thấy ổng ngồi tỉnh bơ, an nhiên tự tại lắm. Thì mấy cái ông cao thủ võ lâm kia mới hết hồn. Nói, trời ơi sao mà ổng luyện cái võ công gì mà hay quá vậy? Mình ở đây chỉ cần một cái cáo thị dán thôi là trốn thấy mù nổi rồi. Ngồi đâu dòm trước dòm sau sợ quan quân. Có tịch rục rịch lắm. Cái người mà ăn trộm là sợ quan quân lắm. Tội phạm mà lúc nào cũng sợ quan quân. Mà thấy cái ông này thì ổng vẫn an nhiên tự tại, trên tay cầm cái quạt phải phải. Thì mấy cao thủ nó mới hỏi, ủa bí kíp gì mà hay dữ vậy? Luyện cái võ công gì mà hay quá vậy? Ông này ổng nó không có võ công gì hết, chỉ có năm chữ thôi. Mấy vị cái hỏi năm chữ gì? Ông nói là chuyện gì đến nó đến. Chứ bây giờ lo làm cái gì? Thấy không nè, có năm chữ thôi, chuyện gì đến nó đến. Sư Chánh Định viết thêm ba câu nữa: tất cả đều do duyên, số phận đến đành chịu, lo quá ngủ không yên. Mấy người mà giữ giới thì họ không có, nó rất là tự tại an nhiên đó, đó là tự do không có ràng buộc à. Nếu mà ai mà giữ được cái giới trộm cắp rồi thì rất là an nhiên. Thấy không? Ngủ cũng không có sợ người này đến báo thù, không có sợ quan quân đến bắt gì hết. Bình yên. Nếu mình giữ được cái giới thứ ba thì càng yên nữa. Giới thứ ba là gì? Tạm dịch là tạm gọi là cái mối quan hệ không hợp pháp, bất chính. Mà mấy vị biết không? Mấy người mà quan hệ mà không hợp pháp bất chính là càng phập phồng dữ nữa, càng lo sợ dữ nữa. Như vậy thì giữ giới nó rất là tự do an nhiên, tự tại. Tại vì cái đạo này là giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, tuệ năng sanh giải thoát. Mà giải thoát là sao? Khỏi mọi sự ràng buộc. Mình là cái dạng là tự do, là ung dung trong ràng buộc. Tức là mặc dù mình nói mình giữ giới nhưng mà thật sự là rất ung dung. Cái người mà đã có vợ rồi mà còn có người này nhắn sợ lắm. Giấu điện thoại muốn chết. Đi là phải nói dốc, đi chỗ này chỗ kia à, hỏi ai đây, nói là bạn bà con không à, đâu có dám nói, sợ lắm. Bác cho chúng tôi hôm nay chúng tôi chỉ cho quý vị thấy được là giữ giới rất là tự do, không có cái vụ ràng buộc đó. Ở vào chùa giữ giới ràng buộc quá. Rồi cái giới tiếp tục là nói dối, mình mà nói lời chân thật đi, khỏe lắm, tự tại lắm. Một khi bạn nói thật, đầu óc sẽ thảnh thơi, vì không cần phải nhớ để đối phó với đời. Mình mà nói dối á là mình phải nhớ à, chứ để quên là nó lòi ra sao. Thấy không? Mình mà lỡ mà nói cái gì mà không thật á thì là mình phải nhớ. Cho nên thật sự là giữ giới rất là. Rồi không uống rượu. Trời ơi, quý vị thấy uống rượu không? Say sưa ngã gió đi xuyên, nằm bờ té bụi như điên khác nào. Cho nên giữ giới thật sự ra rất là tự tại, an nhiên, tự do, giải thoát. Đức Phật Ngài nói cũng giống như nước biển chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Giáo pháp Như Lai cũng có một vị duy nhất, đó là vị gì? Giải thoát. Giải thoát là an nhiên tự tại, không có ràng buộc. Mình bây giờ là mình bị lệ thuộc vào trong cái chuyện sanh diệt lắm. Cái khổ con người mình nó có ba nghe. Cái thứ nhất là khổ khổ, là ý nó mấy người mà thiếu phước á, nghiệp dày phước mỏng á, sanh ra khổ dữ lắm, cơ cực dữ lắm, thiếu thốn đủ thứ hết. Về phước vật, phước đức, phước trí thiếu hết.
thì cái đó là khổ khổ. Nhưng mà rồi nó có cái khổ thứ hai là gì biết gì không? Là hoại khổ. Là nói những người mà sanh ra đầy đủ nhưng mà bị thay đổi vô thường. Thí dụ con nhà giàu học giỏi đẹp trai là có phước chứ. Nhưng mà rồi cái gì? Con nhà giàu nó có lâu không? Có ai giàu bao họ đâu. Cũng phải bị vô thường, nó nghèo. Rồi đẹp trai về già ai cũng xấu trai hết á. Cho nên bây giờ xấu trước ngày mai khỏi buồn. Thời gian nó cũng phai màu đi. Có ai đẹp hoài đâu. Có ai sống mãi ngàn năm giữ hoài. Có ai giữ mãi nhung nhan này đâu. Nhưng mà cái người đẹp mà nó xấu đi, bắt đầu xuất hiện cái buồn. Đang giàu cái tự nhiên nghèo, cái xuất hiện cái buồn. Đang hạnh phúc cái tự nhiên cái tan rã ra, rồi đường ai nấy đi, ví dụ vậy, sinh cái buồn. Thì cái đó nhà Phật gọi là gì? Hoại, hoại khổ. Là hoại đi cái niềm vui, hoại đi cái phước báo, hoại đi cái niềm hạnh phúc, nó xuất hiện cái khổ. Thì nãy giờ quý vị học hai cái khổ rồi đó. Một cái là khổ khổ, một cái là hoại khổ. Mà hai cái khổ này chưa biết cái khổ nào lớn hơn cái khổ nào. Bởi vì người ta có câu rằng đó là gì? Khổ trước sướng sau thế mới giàu, mà sướng trước khổ sau thế mới đau. Mình đang đẹp vậy tự nhiên cái sự cố nó xảy ra, cái xấu quắc, buồn. Đang giàu tự nhiên ngủ quan đêm trộm vô lấy sạch của cải, buồn khổ. Mất cái khổ, nó mất đi cái niềm vui hạnh phúc đó là cái khổ. Hai cái khổ này không biết cái khổ nào hơn cái khổ nào. Cái khổ thứ ba là cái khổ hành khổ. Hành là gì? Là pháp hành. Pháp hành có nghĩa là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì nó có cái bản chất là sanh diệt, có không, đến rồi đi, được rồi mất, có rồi không. Đó là pháp hữu vi đó, sanh rồi diệt. Mà cái người nào mà lệ thuộc, còn lệ thuộc vô cái sự sanh diệt có không còn mất đó, đó đó là cái hành khổ. Chứ không phải hành hạ khổ đâu nha. Hành ở đây là sankhara, tức là pháp hành đó. Đức Phật ngài dạy là pháp sanh diệt đó. Hãy có đến thì có đi, có sanh thì có diệt đó. Thì cái đó là chúng ta thấy rõ hàng ngày là cái pháp sanh diệt của pháp hữu vi. Mà tự nhiên không biết từ đâu mình lệ thuộc vô cái đó. Thí dụ nha, mình sanh ra đời có gì không? Tay trắng. Cái tự nhiên cái lớn lên cái có cái mất cái buồn. Nếu mà mất đi trắng tay thì nó trở lại cái lúc mình mới sanh ra thôi, có gì đâu buồn. Nhưng mà không hiểu tại sao buồn. Cái đồng tiền nằm trong tay người ta thì ông nói nghe, mà đưa qua tay mình, ta cho mình hoặc ta trả gì cho mình đó, tự nhiên mình làm mất buồn. Mà cũng mấy cái tờ tiền nó nằm bên tay người kia không buồn. Đó, không hiểu từ đâu mà mình lệ thuộc vô cái chuyện có không còn mất. Tự nhiên mình lệ thuộc vô cái chuyện khen là vui, mà chê là buồn. Có là vui, không có là buồn. Được là vui, mất là buồn. Mà mình sanh ra có gì đâu, phải không nè? Nhưng mà hãy có rồi cái mất là buồn. Y chang như câu chuyện cho tôi kể. Có cái đứa bé đó, sáng sớm cái ngồi bên lề đường khóc. Có một người thanh niên tốt bụng á, mới hỏi tại sao con khóc. Đứa bé nói hồi sáng mẹ con cho con một đồng ăn quà, con mãi mê chơi đánh rơi mất, bây giờ con buồn con ngồi con khóc. Thì người thanh niên tốt bụng mới nói thôi con nín đi, chú cho con một đồng. Khi người thanh niên này móc một đồng ra cho đứa bé nó cầm một đồng trên tay, nó không nín mà nó lại khóc lớn hơn. Người thanh niên mới ngạc nhiên, nó con mất một đồng con buồn con khóc, bây giờ chú cho con một đồng con mới nín chứ. Đứa bé mới trả lời rằng đó là phải chi hồi sáng con đừng mất một đồng, bây giờ con có hai đồng rồi. Tức là mình bị lệ thuộc. Hồi sáng mẹ nó cho con, sáng sớm thì nó cũng chưa có tiền, nhưng mà khi mẹ cho có một đồng bắt đầu nó có. Nó có cái nó đánh rời nó mất, nó mày chề đánh rời nó mất, nó buồn đó, bị lệ thuộc cho cái đó, nó khóc. Nó khóc rồi người thanh niên đó mới cho nó một đồng khác, thay vì nín đằng này nó khóc lớn hơn nữa, khóc lớn hơn hồi sáng nữa. Thì người thanh niên mới ngạc nhiên rằng là con mất một đồng con khóc. Thì chú không nói bây giờ chú đã cho con một đồng rồi mà tại sao con không nín mà con khóc lớn hơn nữa. Nó trả lời một cách tự nhiên là phải chi hồi sáng con đừng mất một đồng đó, bây giờ con có hai đồng rồi. Đó,
mình bị lệ thuộc, cái tính lệ thuộc vô đó cho nên là mình mới khổ. Nếu mình không bị lệ thuộc thì không khổ. Mình thấu muôn duyên thì không than phiền quán trách gì hết. Tất cả đều các pháp sanh ra có nhân duyên hết, đâu có gì tự nhiên, phải có nhân có duyên nó mới sanh ra chứ. Chúng tôi hay nói một câu là vui vẻ là khỏe liền, cho nên bây giờ quý vị phải học thêm mấy cái này. Mà buồn phiền thì sanh bệnh à, nhường nhịn thì bình an, mà bi quan là tự sát, giải thoát mới tự do. Đó, nãy giờ mình tu cái đạo giữ giới giải thoát là tự do. Thiền to thì sống cả, vô ngã mới vô ưu, đa mưu thì đa quán, đông bạn thì lắm phiền, mà nhiều tiền thì lắm bạc, làm ác thì gặp ác, tự tác thì tự lo, gieo gió thì gặt bão, gian xảo thì đa nghi, từ bi là cội phúc, nhường nhịn một chút sẽ thấy bình yên. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã, nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có ở đâu xa. Cho nên mình tu cái giới là để mình được gọi là giải thoát, thì giải thoát tự do chứ không có ràng buộc. Rồi khi mình học Phật rồi, mình hiểu rồi thì mình không có bị cái tính lệ thuộc vào trong cái chuyện có không được mắc khen chê nữa. Mình tu làm sao không biết, mà ngày một mình tiến bộ đến mức độ là có không còn mất chẳng bằng lòng, yêu ghét hơn thua chẳng ngóng trông, mở rộng tâm ra lòng thanh thản mà nghe lời Phật dạy sống thông dong. Mình tu như vậy đó, không biết từ đâu mà bị lệ thuộc vô cái chuyện có không. Người tu Phật thì phải tâm không dao động chở người, tùy duyên tùy phận mà yên cuộc đời. Gặp may không đắc chí lòng, gặp rủi không động nao lòng trách than, bị chê chẳng có ai quan, được khen ca ngợi không màng tự cao. Cảnh vui cảnh khổ thế nào đều là nhân quả tự ta tạo thành. An nhiên tự tại tu hành, dứt sạch phiền não đạt thành quả cao. Cái chuyện của mình bây giờ là cái an nhiên tự tại tu hành thì mới gọi là dứt sạch được phiền não, thì mới đạt thành được quả cao. Chứ mà mình tu mà mình ngồi ở đây mà cứ ngồi cứ hơn thua được mất có không bận lòng vậy lắm. Vô đến đây rồi mà ngồi trước là thấy ngon hơn ngồi sau là thấy không được rồi. Được thầy trụ trì mà hỏi thăm, mình không được hỏi thăm cái anh buồn là thôi nó rất quớt rồi. Cái đó là không tu được miếng nào á, phải khác hơn người không tu. Cho nên cái phần thứ hai tức là tu giới. Tu giới là quý vị biết rồi, đó là giữ cái đạo đức, giữ cái tam nghiệp của mình. Nó ngăn không cho thân nghiệp làm ác, khẩu nghiệp nói ác, ý nghiệp nghĩ ác. Đó là mình tu giới. Cái phần thứ ba, cái pháp căn bản đó là gì nè? Là gì? Thiện. À, thiện định. Bố thí, trì giới, tham thiền. Thiền ở đây nó có hai loại thiền. Một là thiện, thiền chỉ để đạt đến một sự định tâm, để nhiếp phục phiền não. Hai là thiền quán, đưa đến một cái loại trí tuệ thông suốt, hiểu biết, cũng chấm dứt phiền não. Thiền nó có hai vậy. Hồi nãy chúng ta ngồi thiền 5 phút mà chắc không được phút nào. Mình thấy một cái công việc rất đơn giản mà tại sao mình làm không được? Lý do là cái tâm của mình nó quá động, nó quá dao động. Cho nên hỏi quý vị câu là tại sao khi chúng ta ngồi thiền
chúng ta phải ngồi yên. Ai trả lời đúng có thưởng. Im ru hết. Phần thưởng này để dành kỳ sau. Chúng tôi tự trả lời luôn cho nó nhanh. Thời gian không có nhiều nữa. Mình đặt câu hỏi là tại sao khi mình ngồi thiền mình phải ngồi yên? Để tâm được định. Rồi ai nữa? Sao cô? Trả lời. Đơn giản, khỏi suy nghĩ nhiều. Ngồi để tâm thanh tịnh à. Ngồi thiền mình phải ngồi yên để mình thấy cái không yên của mình. Bình thường mình lăng xăng lắm. Mình lăng xăng mà đâu có thấy. Tâm của mình nó giọng móng dữ lắm mình đâu có thấy. Nhưng mà khi mình ngồi yên lại, mình lắng động lại thì mình mới thấy được cái dao động của mình. Giống như hai chiếc xe nó chạy song song với nhau mình không thấy đâu. Có một chiếc đậu lại mới thấy chiếc kia chạy. Cho nên mình ngồi yên để thấy cái không, không yên. Mình tu thiền quán để mình trau dồi cái gì? Cái sự tỉnh thức. Mình làm chủ được thân tâm. Mình ngăn chặn được những cái phiền não. Khi mà gặp cảnh nghịch, trái ý nghịch lòng đó, lòng mình nó dễ khó chịu, bực bội, cảnh bất tội mà, dễ sân lắm. Thì mình chánh niệm thì mình niệm sân à, sân à. Mình phải biết là mình đang sân, thấy được mình đang sân. Để mình dẹp cái tâm sân đó đi, thấy nó từ cái lúc mà nó mới phát khởi lên. Trong tâm thôi, là mình không cho nó nói hay hành động, lúc đó là mình chỉ nhắm mắt lại, mình niệm sân à, sân à, sân à, thấy nó dặn nó lại. Đừng có để nói ra. Quý vị biết mình mà khẩu mình nói ra mà bằng tâm sân thì tạo nghiệp không? Tạo nghiệp. Hành động mà làm mà tâm sân tạo nghiệp không? Tạo nghiệp. Mặc dù mình chưa có đả thương người ta nhưng mình dằn mâm sáng chén là cũng đã tạo nghiệp rồi. Mình dùng dằn mình bước cái bước đi nặng nề cũng tạo nghiệp rồi. Mình bỏ đi theo cái kiểu mà giận dữ, dậm chân bịch đi là tạo nghiệp. Hành động đó đã mang đến một cái hình ảnh người khác là mình sân si rồi. Cho nên là nếu mà mình chánh niệm tỉnh giác, ghi nhận là đang sân thì mình dằn liền. Lúc đó dứt khoát không hành động và không nói. Bởi vì hành động mà nói bằng cái tâm sân thì tạo nghiệp gì? Nghiệp bất thiện, đau khổ sẽ theo mình thôi. Chỉ khi nào nói và hành động với tâm thiện á, thì nên nói. Còn tâm bất thiện dứt khoát không nói. Bởi nói là mình tạo nghiệp. Có cô Phật tử có lại nói sư, tánh của con thẳng tính lắm, trực tính lắm, mạnh mẽ lắm. Con giận là con nói liền, con bực là con chửi liền, con chửi rồi thôi. Cái sư mới nói, ủa, con chửi người ta rồi thôi, không lẽ con chửi người ta rồi con muốn đánh tình hay sao? Mình chửi người ta tức là mình tạo nghiệp rồi. Cổ lấy cái quan niệm là khi mà cổ tức là cổ chửi tan xác hết trơn, cái lòng cổ nó nhẹ rồi, chửi nãy giờ mệt rồi, cái nó bớt đi, nó nguội đi, nhưng mà lửa cháy hết trơn rồi, cháy tàn hành tro hết trơn rồi, cái tự nhiên thấy nhẹ người, cái nói con chửi rồi thôi à, con không có để bụng. Cái đó là mình nói theo cái nói cho vui, tạo nghiệp rồi. Hay hơn nữa là mình không chửi người ta thì mới là hay. Cái người tu của mình như thế này là người ta tốt với mình, mình tốt lại, chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Người ta không tốt với mình mà mình vẫn tốt với người ta thì đó mới là người tu. Hiểu không? Còn cái chuyện ta tốt với mình tốt lại là không có gì đâu mà nói. Nhưng mà vào chùa gặp Phật mình tu là chuyện đó bình thường. Gặp quỷ mà mình tu nữa mới được. Còn cái cô kia cô nó không có, còn tánh còn khác, gặp Phật thì còn tu. Gặp quỷ còn phải trừ. Cái đó là bình thường.
Gặp bạn bè thì vui vẻ cười, mà gặp kẻ thù thì sân si là chuyện bình thường. Giáo chủ gặp Phật không tu làm gì? Ai đứng trước Phật mà sân si không? Không dám. Không dám đứng trước Phật mà xăng tay áo lên phùng mang trợn má sân si đâu có. Ngoại trừ mấy người bị thần kinh thôi. Gặp Phật là mình tu là chuyện bình thường. Gặp quỷ mà mình tu mới là điều đáng nói. Đúng không? Kiếm hiệp nó có một câu là có thù phải trả mới là quân tử. Sư nghe câu nói sư nói thôi không được. Có thù mà không trả mới là anh hùng. Thấy không? Có thù mà trả là anh hùng. Đúng không? Anh mà có thù mà anh không trả luôn á, thì mới là anh hùng. Người ta tốt với mình tốt lại. Chuyện bình thường, không có gì đáng khen hết, không có gì đáng nói hết. Người ta không tốt với mình mà mình vẫn tốt với người ta, đó mới là người tu. Hiểu cái ý này không? Cho một tràng vỗ tay. Thì thiền định là như vậy đó. Tức là thiền chỉ thì nó có 40 đề mục. Nếu như quý vị nào mà muốn học sâu thì nghiên cứu thêm. Thiền quán là tu theo 4 cái đề mục là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm từ 4 cái đề mục này để chúng ta tạo ra cái cơ sở chất liệu chánh niệm. Mà chánh niệm là trí tuệ, là tỉnh thức. Cái cuộc đời này quý vị biết không? Mê muội thêm đau khổ, mà khôn lanh cũng khổ đau luôn. Biết sống đời tỉnh thức, lúc nào cũng an vui. Khi mình chưa biết đạo thì mình mơ cái quả lành, mơ cái phước báo đến với mình. Khi mình biết đạo rồi, mình chỉ mơ cái nhân lành thôi, là để mình được làm thiện. Nhưng mà biết đạo một cách rốt ráo rồi thì nhìn cái quả lành và nhân lành bằng một cái tâm chánh niệm, trí tuệ và buông bỏ, đó mới là quan trọng. Khi mình nghèo á thì mình muốn mình có tiền. Khi mình có tiền rồi thì mình nhìn người nghèo và người giàu nó y chang nhau, mà người nào cũng khổ. Vì sao quý vị biết không? Hồi nãy chúng tôi nói rồi, khổ nó có mấy nè? Có ba, thấy không? Thứ nhất là khổ, khổ là người nghèo đấy, mình tạm gọi là nghèo. Thứ hai là hoại khổ là người giàu, thấy không? Đang giàu tự nhiên nó hoại đi cái nó là khổ. Nhưng mà cái khổ thứ ba là gì? Còn bị lệ thuộc vô cái giàu nghèo, cái có không là khổ. Mà cái khổ này nè mới là đáng quan trọng. Cho nên khi mình có chánh niệm rồi thì mình không còn bị lệ thuộc cái đó nữa. Cho nên cái người có trí tuệ là họ nhìn khác. Họ nhìn khác, họ không như mình. Mình không có trí tuệ, mình nhìn cái hình thức thôi. Thấy ai nghèo cái mà cái đó nó cũng gây đến cho mình nhiều cái sai lầm lắm. Chúng tôi xin lỗi quý vị, chúng tôi nói ví dụ như mình thấy người ta nghèo á thì mình mới giúp đỡ. Mình thấy nó khổ mà người ta bệnh á mình giúp đỡ. Cái con người mình lạ lắm, phải có điều kiện. Điều kiện là sao? Khi người ta nghèo á mình mới cho. Khi người ta khổ thì mình mới tha thứ. Ví dụ cái bà nợ nặng mình đi, mình đòi miết. Nhưng mà khi nào mà bà gần chết rồi đó, nghe bà ngày hôm qua bà tắt thở rồi đó, mình đến thắp nhang, thôi tôi với bà xong rồi nghe, nợ nặng tôi bỏ hết đó. À, lúc đó đó. Từ đó cái là mình mới sinh ra là mình mới đi giúp đỡ cho cái người nghèo, người bệnh, người khổ. Là mình thấy mấy người này mới khổ rồi, còn mấy người giàu, người trẻ, khỏe, mạnh là không có khổ. Nhưng mà hôm nay quý vị tu cao hơn một chút đi, là người nào cũng khổ hết. Người nào cũng khổ. Giàu thì khổ theo giàu, mà nghèo thì khổ theo nghèo. Khỏe thì khổ theo khỏe, mà bệnh thì khổ theo bệnh. Như vậy thì mình mới thương hết. Còn không là cái tình thương của mình là nó có phân biệt. Có phân biệt. Cho nên mình làm phước, mình bố thí nó cũng bị vướng cái chỗ đó. Nó không có được gọi là tự tại. Đường tu bố thí đứng đầu, vị tha là tánh mà vô cầu là tâm.
Đừng vì thương ghét sơ thân, bàn tay ban bố không phân biệt gì. Nếu không tin chúng tôi là quý vị cứ ra đường chặn mấy người giàu lại hỏi có khổ không khổ. Cho nên định nghĩa theo cái đạo Phật của chúng ta là sự thành công của bạn nha, là bạn đánh đổi từ cái nỗi khổ này sang cái nỗi khổ khác thôi. Khi quý vị làm nhân viên á, công nhân á, quý vị thấy cái ông làm giám đốc, ông chủ ở xuống, cái mình phấn đấu, vài năm sau cái mình lên làm ông chủ, làm giám đốc, thành công, thì lúc đó mình thoát khỏi khổ của công nhân á nghe, là mình lại lên cái khổ của ông làm chủ. Tới tháng á, thì người công nhân họ vui, họ lãnh lương, nhưng mà tới tháng cái ông chủ ông lại khổ, là ông phải trả lương. Khổ vậy đó. Hồi xưa thì mình thấy cái người trả lương mình tưởng xuống, nhưng mà giờ mình lên mình làm cái gì tiếp đó là mình cũng khổ. Cho nên là giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ, khỏe cũng khổ, bệnh cũng khổ, tất cả đều phải khổ hết. Theo cái định nghĩa này còn bị lệ thuộc rất là cũng khổ. Nhiều khi mình không hiểu, mình cứ tưởng đâu là xuống. Chúng tôi có ví dụ nha, ví dụ như có một cái ông tổng giám đốc, chủ tịch một cái tập đoàn lớn, ông đi một chiếc xe hơi 5 tỷ, sang trọng mà, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị mà. Nhưng mà ông lại vay ngân hàng vài chục tỷ, vì công ty ông lớn quá. Rồi một cái ông giám đốc một cái công ty vừa và nhỏ thôi, đi cái xe 500 triệu thôi, ông cũng mượn ngân hàng 1-2 tỷ làm vốn. Rồi một cô công nhân thôi, một người công nhân thôi, đi cái xe Honda 30 triệu thôi, nhưng mà do tiết kiệm tằn tiện dành dụm cho nên còn dư được 50 triệu gửi ngân hàng. Thì ba cái người này, người thứ nhất là vay ngân hàng mấy chục tỷ, người thứ hai vay ngân hàng vài tỷ, người thứ ba là gửi ngân hàng được 50 triệu. Thì ba người này quý vị thấy người nào khổ, người nào sướng? Người thứ ba sướng à, phải không? À, vậy trưa nay cô, chiều nay cô ra ngoài cái công ty á, cô đứng trước cái cửa công ty á, cô đợi tan sở ra, cô chặn lại từng công nhân, cô hỏi con làm công nhân sướng hay khổ, nó trả lời cho nghe. 100 người trả lời khổ hết. Có tiền ở nhà cũng khổ, là bởi vì sao? Cô nói cái người thứ ba là công nhân sướng phải không? Thì làm ơn chiều nay mượn cái công ty rồi đó, cô ra cô đứng trước cái cửa công ty, cô đợi tan tầm ra. Cô nói hôm nay nghe lời sư Kinh Định để làm một cái cuộc khảo sát. Cô chặn ta là hỏi, con ơi con làm công nhân khổ hay sướng con? Nói trời ơi con khổ muốn chết cô ơi. 100 người trả lời vậy. Khổ. Mình hiểu theo cái ý của mình thì mình thấy công nhân hay sướng. Nhưng mà hiểu theo cái lý của chúng tôi giảng kinh từ nãy giờ là ai cũng khổ. Giống như nãy cô nói thấy người bệnh mình nó khổ, mình khỏe mình không khổ, đúng không? Người nghèo khổ quá, người giàu không khổ, nhưng mà nó khổ hết. Mỗi người có cái khổ khác. Tại cái người công nhân họ gửi 50 triệu nhưng mà họ mơ, họ ráng làm cài ngày cài đêm để họ có 500 triệu mua chiếc xe. Thì cái khổ đó là khổ vậy đó. Cái khổ là bởi vì họ còn ham muốn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi vô cùng hoan hỷ được đến đây theo cái lời thỉnh mời của thượng tọa trụ trì chư tôn đức trong ban tổ chức để chia sẻ Phật pháp với quý vị. Chúng tôi giảng cho quý vị ba cái pháp căn bản lắm của người tu, đó là gì? Bố thí, trì giới, tham thiền. Ba pháp này mình cứ tu cho tốt thì mình sẽ hướng về cái đạo lộ giải thoát an lạc. Bởi vì giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, tuệ năng sanh giải. Giải thoát, chỉ có giải thoát mới được tự do, mới an vui. Thì thời gian ở đây cũng vừa phải lẽ, trước khi dứt lời cho phép chánh định được nói lời tri ân đến Hòa Thượng Diện Chủ, Thượng Tọa Trụ Trì cùng chư Tôn Đức Tăng tại Bổn Tự, và đặc biệt là toàn thể đạo tràng Phật tử có mặt hiện diện ở đây. Kính chúc quý vị sức khỏe, thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.